Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 156 bất động sản bất minh của Vạn Thịnh Phát, 156 mũi tên, hai Nhật có thoát đường nào hay không. Những lo toan đất vàng đắc địa rơi vào tay Vạn Thịnh Phát được nhiều người nhắc đến, nhưng con số 156 bất động sản đắc địa rơi vào tay Vạn Thịnh Phát làm nhiều người phải giật mình vì con số khủng của nó. Nếu không có sự đỡ đầu của lãnh đạo thành phố thì không thể nào Vạn Thịnh Phát thâu tóm một số lượng bất động sản lớn đến như vậy. Vào ngày 20 tháng 10, Công an TP.HCM cho biết họ đang xác minh nguồn gốc của 156 bất động sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát. 156 bất động sản này hầu hết nằm ở những vị trí đắc địa trên các địa bàn ở quận 1, 3, 5, 7 của TP.HCM và được biết việc xác minh nhằm phục vụ công tác điều tra. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy TP.HCM. Công an TP.HCM cũng vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề nghị xác định nguồn gốc của 156 quyền sử dụng đất có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phục vụ công tác điều tra. Theo những thông tin nhận được, thì cơ quan điều tra đã xác định nhiều bất động sản của Vạn Thịnh Phát có cách chuyển nhượng tương tự như nhau. Và điều đặc biệt nữa, càng điều tra càng bể ra rất nhiều bất động sản mà trước đó trong hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra chưa nắm được. Vụ án này xem ra rất phức tạp. Để công vụ việc điều tra, xác minh, Công an TP.HCM cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát, xác định và cung cấp cho Công an thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc hoặc không rõ nguồn gốc. Và đặc biệt là những bất động sản có liên quan đến tài sản của nhà nước trước đây. Kết quả đã lòi ra 156 bất động sản được yêu cầu xác minh, hầu hết nằm ở các vị trí rất đắc địa thuộc các quận 1, 3, 4, 5, 7 và thành phố Thủ Đức là quận 2 hoặc quận 9 cũ. Trong số này có nhiều tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố như Times Square 22-36 Nguyễn Huệ, Sài Gòn Prince 59-573 Nguyễn Huệ, trung tâm dịch vụ văn phòng Vạn Thịnh Phát Nguyễn Huệ, tòa nhà Union ở Đồng Khởi, tòa nhà IFC One Sài Gòn số 34 Tôn Đức Thắng, v.v. Đây là hình ảnh 156 bất động sản của Vạn Thịnh Phát đang bị rà soát. Trước đó vào ngày 7 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Kèm theo đó là quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ba bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua trái phiếu trái với quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng. Như vậy là 156 bất động sản mà Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm được hiện nay chẳng khác nào 156 mũi tên đang chĩa vào nhà Lê Thanh Hải. Những mờ ám hiện nay liên quan đến các quy định giao đất hiện giờ đã thành một đống hồ sơ. Những người chỉ liên quan đến một vài bất động sản bất minh như đại gia Dương Thị Bạch Diệp đã kéo đổ không biết bao nhiêu quan chức chính quyền TP.HCM vào tù, thì nay với con số khủng là 156 quyết định mà không quyết định nào liên quan đến ông Lê Thanh Hải là điều không hợp, dường như rất khó tin. Đây là hình ảnh vụ Vạn Thịnh Phát là một vụ án rất lớn. Tội của ông Lê Thanh Hải thì đã rõ từ vụ Thủ Thiêm, chứ không phải là đến khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì mới lộ ra. Tuy nhiên, việc bắt Lê Thanh Hải đến nay vẫn chưa được thực hiện, làm nhiều người nghi ngờ rằng ông Lê Thanh Hải có thế lực chính trị phương Bắc đỡ đầu, nên ông Trọng không thể động vào. Hiện nay, hướng điều tra của Vạn Thịnh Phát đã được chuyển hướng, đó là điều tra vào cách thâu tóm bất động sản. Điều tra này cho thấy ông Trọng đang nhắm vào sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, có tóm được ông Lê Thanh Hải hay không lại là một câu chuyện khác. Vụ việc ngày càng lở loét ra, người dân hy vọng vụ án có thể dẫn lính của Tô Lâm vào nhà Lê Thanh Hải. Và liệu ông Trọng có bứng được hai Nhật hay không thì chúng ta sẽ chờ xem, hồi sau sẽ rõ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kiếm Tô Lâm hóa kiếm cồn, vũ khí trên tay ông Tổng không còn bén. Ông Tô Lâm là người đang gây rất nhiều tai tiếng cả trên trường quốc tế và trong nước. Là con người võ biển, ông dùng rất nhiều cơ bắp, tính khí ngang ngược, muốn đè bẹp mọi sự phản kháng. Đấy là đức tính mà ông Trọng cần ông Tô Lâm để chiến đấu với những người mà ông cho rằng đó là củi. Vụ án Đồng Tâm, công an vào nhà thường dân đã giết người. Đây là hành động nói lên bản chất thật của ông Bộ trưởng Bộ Công an
là quá tàn bạo, bất chấp mọi pháp luật, cũng bất nhân. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang soạn thông tư cho cảnh sát giao thông mang súng, trường và mặc áo giáp. Với những người dân mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho là phản động thì ông Tô Lâm tỏ ra tàn bạo. Tuy nhiên tàn bạo không có nghĩa là đánh án giỏi. Đánh án giỏi nó phụ thuộc vào cái đầu, cần phải có chất xám chứ không cần ở bản năng. Sự tàn bạo là bản năng, nhưng quản lý tốt án giỏi là khả năng lãnh đạo của ngành giỏi. Với những vụ án lớn như vụ án Vạn Thịnh Phát, tính tàn bạo sẽ bất lực bởi phe đỡ đầu với Vạn Thịnh Phát còn tàn bạo hơn. Và đặc biệt những cái đầu đang đối phó với Bộ Công an cho thấy họ có chất xám hơn phía Bộ Công an. Dường như mọi đường đi nước bước, những hướng điều tra chủ lực của ngành công an đều bị phe bên kia bắt bài. Cho tới nay, vụ án Vạn Thịnh Phát đã có 3 cái chết với một vụ phóng hỏa. Như vậy, nếu ông Tô Lâm mà có tàn bạo mà cách mấy cũng khó mà bắt được tập đoàn kinh tế chính trị này. Đấy là một bộ trưởng có năng lực, ông Tô Lâm cũng nên chứng tỏ khả năng của ông với những vụ đại án như thế. Làm sao vẫn tuân thủ tốt pháp luật mà bắt kẻ phạm tội có tổ chức phải quy án, còn đạp lên pháp luật để hành xử như thổ phỉ tại vụ án Đồng Tâm năm nào đó, chỉ nói lên sự yếu kém và bất lực của ông Bộ trưởng Bộ Công an mà thôi. Hãy đối phó khôn ngoan với tội phạm có tổ chức, đừng tập trung sức lực để bức hại dân lành. Bức hại dân lành chưa bao giờ dễ và đấu tranh với tội phạm có tổ chức bao giờ cũng khó hơn. Tuy nhiên, thật đáng buồn cho ông Tô Lâm lại chọn cách dễ nên đã đi đấu với dân lành. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Mới đây, Bộ Công an cho soạn dự thảo lần thứ 2 thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Trong đó có đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, bình xịt hơi cay, rùi cui điện, áo khoác và áo giáp khóa số 8 trong khi đi làm nhiệm vụ. Người dân tham gia giao thông không phải là tội phạm, tuy nhiên cảnh sát giao thông lại được trang bị súng AK và có giáp thì có vẻ như họ đang được trang bị để chống kẻ thù, chứ không phải để giữ trật tự giao thông. Có thể mang vũ khí súng ngắn đã là quá đặc biệt, còn dùng súng tiểu liên, súng trường thì không biết để làm gì và bắn ai cho nữa. Người tham gia giao thông cùng lắm là cãi vã với cảnh sát giao thông, chứ không thể có vũ khí để tấn công cảnh sát giao thông được. Cũng không hiểu ông Tô Lâm cho soạn thông tư này nhằm mục đích gì, chẳng nhẽ ông lại đang nhắm vào người dân hay sao? Đây là hình ảnh ông Tổng đang dùng một thanh kiếm cùn. Ông Tô Lâm đang là thanh kiếm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc trang bị súng ống bừa bãi như thế, thì ông Bộ trưởng Bộ Công an không thể là thanh kiếm bén được, mong chỉ là thanh kiếm cùn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì ông Tô Lâm đã tỏ ra quá yếu kém đối với những vụ đại án. Ông điều tra và để thông tin dễ dàng lọt ra ngoài, làm cho tội phạm cao chạy xa bay từ rất lâu. Điều tra mà để lộ đầu mối, để thế lực tội phạm ra tay trước bịt đầu mối. Ông Tô Lâm đang chứng tỏ ông chỉ là thanh kiếm cùn. Không biết ông Tổng có nhìn ra hay không. Nếu nhìn ra mà vẫn dùng thì việc làm thất bại nhiều kế hoạch phá án của ông Tổng cũng không có gì là khó hiểu.